Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với Nghĩa Đô. Hôm nay trong một cái clip này thì em rất vui được gặp lại anh em và có thể trả lời anh em về một số câu hỏi về con đẩy liền bang PSS800 này. Cùng với đó là sẽ hướng dẫn cho anh em để cách kết nối một bộ Bluetooth vào trong một cái bộ dàn như này để anh em có thể sử dụng thuận tiện bằng một cái điện thoại có Bluetooth bình thường. Mình có thể kết nối vào bộ dàn để nghe anh em nhé, và điều khiển bằng điện thoại và Bluetooth nhé. Này. Sao không hát cho những người còn mãi mê, lá rừng che kín đường về phồn hoa. Đây là một bộ dàn em đang ghép rất là nhiều và bán ra rất nhiều anh em, được đánh giá rất cao. Và đây là sẽ có một con đẩy liền vang hàng cao cấp nhất của thương hiệu PS Audio. Hầu như là nó là cái nhà hàng cao cấp ở trên thị trường. Đấy, và có giá rất là tốt tại Nghĩa Đô anh em nhé. Với cái mã sản phẩm là PSS800, mặt màu vàng chanh, kết hợp với cả màu đen trắng. Và một bộ micro BDM8+ và một cặp loa Purin Sound, một thương hiệu nổi tiếng của Đức anh em nhé, hàng nhập khẩu mới. Tất cả ba sản phẩm này đều là hàng mới và được bảo hành 12 tháng tại Nghĩa Đô. Đấy, hôm nay thì mình xin thử qua cho anh em, vừa thử chất âm để test cho anh em nghe. Anh em mua hàng ở xa không có điều kiện đến tận nơi để test trực tiếp thì mình sẽ test qua cho anh em để có thể cho anh em sử dụng và trải nghiệm qua trước khi anh em mua hàng. Đây là một chiếc điện thoại mình đã kết nối vào con đẩy kia qua một bộ Bluetooth anh em nhé. Bản thân cái con đẩy này thì nó sẽ không có Bluetooth, thì mình sẽ kết nối Bluetooth ngoài. Nếu đối với anh em nào thích sử dụng Bluetooth thì mình có thể sử dụng thêm bộ Bluetooth ngoài rất là rẻ. Và con này thì nó sẽ có tích hợp thêm cổng quang đầy đủ cho anh em nhé, đường tín hiệu số cổng quang, và nó sẽ đưa ra đường sub, đường main out SR, là rất là tiện cho anh em để kết nối thêm những con đẩy hoặc là những con sub ở bên ngoài nữa anh em nhé. Và bộ này nó sẽ rất là nhỏ gọn cho anh em sử dụng những cái phòng như chung cư, diện tích nó nhỏ gọn hay là phòng khách nhỏ thì anh em thể dụng cái này rất nhỏ gọn nhé, không rườm rà, không nhiều thiết bị, mà tất cả đã được tích hợp vào trong một thiết bị thôi, đó là con đẩy liền vang. Mà ở đây con vang là sử dụng cái con chip đời rất là cao của Analog Devices của Mỹ, với cái mã chip đó là 21489, đời chip rất là cao, và sử dụng một cái con đẩy công suất là 800W một kênh nhân 2 kênh là công suất 1600 nhé, thoải mái cho anh em đánh từ loa 30-40 chơi vô tư luôn. Đấy, rất là khỏe vì cái dòng này nó thiết kế như vậy, đẹp và khỏe để sử dụng cho gia đình, cho anh em từ gia đình anh em có những cái phòng khách tương đối nhỏ như là 20m hoặc là 30m đều chơi vô tư anh em nhé. Ok, xin mời anh em cùng lắng nghe mình sẽ thử. Một lần về thăm phố phường, đêm cao người lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru em giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dài ngủ yên, có anh nơi biên cương, tàn cánh tay sống đời từng lòng đất khô cằn, nghe quê hương nói dù bao xa nguy cách chờ, với niềm tin yêu sông hùng anh trai Việt tan hiên ngang giữ gìn đất mẹ, cô đẹp lời nguyện câu ước
bài remix cho anh em cùng lắng nghe. Mình đã từng hạnh phúc và không ai mơ, mình từng chung lối. Thấy là với cái bộ dàn này đánh tiếng trống rất là uy lực anh em nhé, bởi vì căn bản là cái dòng loa này, cái dòng loa Pullin Sound này thì nó vừa cho giải ca rất là mềm mại, trống chắc và sâu. Đấy, cái giải tần nó xuống rất là sâu anh em nhé, nghe cực kỳ đã luôn. Nếu anh em có điều kiện có thể đến tại trực tiếp tại showroom Nghĩa Đô tại 115 Trần Hòa, Hoàng Mai, Hà Nội, có thể thưởng thức thêm được trực tiếp anh em nhé. Mình test ở qua này thì anh em cố gắng đeo tai nghe để nghe chi tiết hơn về cái âm thanh trung thực của nó anh em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ test một bài nữa là bài karaoke anh em nhé. Đấy, karaoke luôn này trên cái điện thoại này luôn nha anh em nhé. Màu vàng gold luôn nhé.
Alo, 5, 6, 7, lâu. Tăng giảm micro này để cho mic to mấy nhỏ để mình hát này. Đấy, còn những cái lỗ mic đằng trước này thì mình sử dụng mic có dây này. Ba cái nút này để chỉnh to nhỏ của mic, của micro của mặt trước này. Những cái nút nhỏ hình màu trắng này là mình chỉnh chi tiết bằng tay nhá. Những cái nút 1 2 3 này là chọn mô đồ để hát karaoke. Đấy. Ok, mặt vàng chanh rất là đẹp. Bây giờ sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mình kết nối Bluetooth nhá. Là cái tai mic em bỏ đây. Anh em có thể đi ra đây để em xem nào. Đây. Đằng sau thì em sẽ đang cắm vào một cái, đây là cái bộ Bluetooth này. Đấy, cái bộ Bluetooth này thì nó chỉ có một cái Bluetooth này thông USB này. Thì cái USB này là cái đầu để lấy nguồn điện 5V để cấp cho con IC Bluetooth trong này để nó bắt Bluetooth và nó sẽ truyền xe theo cái đường 3.5 này. Đây là một cái dây 3.5. Đấy, cắm vào đằng sau. Cắm vào đằng sau của đầu vào của đá để liền vang. Đấy, ra hoa sen như này nhá. Và sẽ được cắm vào đằng sau. Đây, sẽ quay cho anh em xem. Em sẽ lôi con đẩy này lùi ra một chút cho anh em cùng xem này. Đấy, để anh em có thể sử dụng được Bluetooth cho nó tiện thôi. Còn đây, em sẽ cho mic lên đây. Đây, đây là anh đang quay được rồi. Đây anh em nha. Anh em thấy được chưa? Đây là cái lỗ cắm mic ở sau này. Cắm mic ở sau của con đèn vang này. Có hai lỗ luôn nhé. Anh có thể cắm hai bộ bằng không dây vào đây luôn. Và em đang đấu ở kia.
nâng lên cho anh em cùng thấy rõ hơn này. Anh em sẽ cắm dây 1 ra 2 đây. Đây. Dây này là Bluetooth sẽ đổi ra đầu này, thì em sẽ cắm vào cổng BMG ở đây. Đầu còn lại của sợi dây này thì em sẽ cắm vào, anh em cắm vào cái USB này. Đấy, một đầu này nó sẽ có cổng như này, anh em cắm vào, và đầu này sẽ cắm vào một cái nguồn sạc để là cấp nguồn cho nó thôi. Anh em có thể lấy được cái đường ngay ở trên cái USB của con đẩy tiền phang này cũng được, hoặc là anh em có thể sử dụng cái sạc rời, bất cứ cái sạc rời nào của điện thoại mình cắm vào là ok, nó sẽ kết nối Bluetooth. Và anh em tìm cái Bluetooth ở trong này, điện thoại này mình sẽ tìm cái BT Bluetooth và mình kết nối vào mà sử dụng như bình thường anh em nhé. Kết nối rất là dễ dàng. Nếu anh em có TV Smart thì mình có thể kết nối từ TV xuống và mình cắm vào đây. Cắm vào đây là cổng quang này. Đấy, cổng quang này. Cổng analog này. Còn những cái đường như là center sub thì mình có thể cắm ra những thiết bị khác. Như là xuống loa center, xuống đường sub điện. Đây là đường đấu ra loa. Đấy, rất đơn giản đúng không anh em? Đấy. Ok. Còn về phần cái bộ dàn này thì em xin báo giá cho anh em có thể tham khảo là con đẩy liền vang thì hiện tại đang được khuyến mại giá tại bên em để có giá là 7.9 triệu anh em nhé, 7.9 triệu cái con đẩy liền vang này. Đấy, con đẩy liền vang này giá niêm yết của nó là 9.6 triệu anh em nhé, 9.6 triệu. Có nơi người ta bán tầm 10 mấy triệu cơ, nhưng mà hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mại cho nên là khuyến mại bán cho anh em với giá là 7.9 triệu nhé. Hàng chuẩn luôn, mà có hết cả ruột cả nội thất, nếu anh em quan tâm thì em sẽ gửi qua Zalo cho anh em. Và một cặp loa với một bộ micro không dây như này, đồng bộ cùng với là con đẩy liền vang này thì có giá 4.2 triệu. Và cặp loa Pulin sao. Với cặp loa Pulin sao này thì khuyến mại cho anh em đến hết 30 tháng 4 thì với giá là 10.500 triệu một cặp. Đấy, sau đấy hết khuyến mại thì giá của nó sẽ trở về là 24.500 triệu. Đấy, anh em xem được clip này thì thật là may mắn, thì chúc mừng anh em đã có mặt trong cái chương trình khuyến mại này. Nếu anh em kết cái dòng loa này thì có thể liên hệ sớm để được nhiều ưu đãi hơn anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Này của nó là
Đây, một trong hai cái này. Đấy, đã kết nối ok nhá. Đó, mở. Đây anh ghép vào đây một cái bộ micro màu gold luôn cho nó đồng bộ. Đây là bộ BDM8+. BD. Giờ mình mở qua Bluetooth không dây nhé. Cắm đường sau sang cái đường 2 này, chuyển sang đường 2 này. Đấy, bảo là tốt luôn. Đấy chưa? To nhỏ trên điện thoại luôn. Bluetooth em nhá, cắm vào cổng nguồn 5V, ví dụ em lấy từ nguồn của điện thoại này, hoặc là em có thể cắm cái này lên chỗ cổng USB của TV cũng được. Đấy, sao cấp được nguồn 5V cho nó nhá, Bluetooth này. Sau đấy là lấy một cái dây một ra một ra 2, một đầu 3,5 ly, một đầu là ra hoa sen để cắm sụp bao đẩy này. Đấy, thế là ok. Đấy. Đấy, cắm vào. Sau lấy cái điện thoại bắt Bluetooth.